Xin chào tất cả các bạn nha. Hiện tại thì mình đang ở huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp các bạn ơi. Hôm nay mình đến nhà của chú Điệp. Chú có giao lưu với anh em một số gốc mai, mai tàn nha, mai xù to nhỏ các kiểu luôn các bạn ơi. Vừa khoảng mấy trăm gốc nha. Mình vô mình quay một chung chung một số gốc, xong rồi chú Điệp sẽ báo giá công khai luôn. Anh em nào thích gốc nào thì liên hệ với chú để mình sở hữu các bạn ơi. Rồi, đầu tiên mình quay gốc số 1 cho các bạn xem bạn. Đây một gốc mai xù nha. Gốc này cái quạnh cũng khá là lớn mà. Cái này mình trồng đã bao lâu rồi chú? 15 năm rồi. Dạ 15 năm ha. Là 15 năm rồi đó. Dạ, là tuổi đời nó là trước đây hả chú? Tuổi đời nó là trước nhưng mà mình mua về thì nó 15 năm rồi. Dạ. Này chiều cao tầm hơn nhiêu chú? Chiều cao khoảng 4 mét trở lại. Dạ. Tầm khoảng 4 mét hả chú? Rồi cái tàn rất là tròn các bạn. Ở đây thì vườn chú trồng hơi nhiều bạn, bắt đầu tàn nó dê nhau nha. Cái này mình quay chung chung cận cận một gần gần các bạn. Rồi này tán ngang. Tán ngang khoảng nhiêu chú? 3m7 3m8 vậy. Rồi khoảng 3m8 ạ. Trở lên nha. Rồi đây mình thấy cây năm nụ rất là nhiều bạn. Mặt bông đỉnh điểm là khoảng bao nhiêu cánh nha chú? Nó 8 cánh, 7 cánh sắp lên rồi, 9 dạ. cánh, 12 cánh. Rồi là từ 7 đến 12 cánh hả chú? Ừ, từ 7 đến 12 cánh. Nụ lớn các bạn ơi. Rất là nhiều nha. Đây, trồng cho các bạn xem nha. Đây, một cốt đi lên nha. Cái thân rất là đẹp. Cây này xù khá là nặng các bạn. Bít cái thân luôn nha. Cái này lên xù khoảng nhiêu phần trăm rồi chú? 50% rồi đó. Dạ. Gốc cái xù là 50% rồi đó. Dạ. Lên rất là nhiều nha. Ở đây vô số lượng nhiều bạn, lớn nhiều nhiều cây quá bắt đầu chú chăm sóc nó không sể bạn. Rồng đóng hơi nhiều nè. Cái này nếu anh em giờ anh em xịt rồng ra một cái vàng thật luôn các bạn. Rất là nhiều nha. Là nó bắt mắt liền. Đây. Nó chảy dọc xuống luôn nha. Một cốt đi lên. Cốt cành này tương đối nhiều các bạn. Tàn đều lắm. Dạ. Ở đây là bộ đế đây. Điều vòng cho các bạn xem bộ đế. Đế tứ diện nha. Mai xù đế dày cũng vip rồi các bạn ơi. Đây mặt bên đây này. Đế này bên dưới nó còn nhiều nữa không chú? Còn mà mình rải gì mình không có bư lên hết á. Dạ, mai tàn lớn mình không có bư lên hết chú. Ừ, mình còn nuôi á, mình không có bư lên hết. Dạ. Đây các bạn ơi, tại dàn tàn phía bên đây nha. Rồi quanh chuẩn nhiêu chú? Quanh chuẩn là 82. Rồi 82 quanh chuẩn bạn ơi, ngay đây nha. Rồi chú đo thử cho nó cao là thử bao nhiêu chú? Ngay chỗ cục phục qua chú. Cục phục. Dạ. Cây này rất là nâng cây bạn, lớn nha. 72. Rồi 72. Rồi sẵn tay chú đo còn thoát thân lên chi cành nhất bao nhiêu chú? Từ dưới đất lên. 69. Rồi 69. Một cút đi lên nha. Cây nói chung là liền lạc sạch sẽ luôn, rất là đẹp. Quay từ mặt từ xa cho các bạn xem nha. Một cây mai xù trái. Cây này đang lên sung, rất là sung các bạn. Rồi số 1 này nếu anh em thiện chiếm sở hữu là giao lưu giá nhiêu chú? Giá nó khoảng 320. Rồi 320 có hỗ trợ gì không chú? Không có hỗ trợ gì nữa. Là mình bán tại vườn hả chú? Bán tại vườn là cái công cán rồi đó, tự bên mua tự tính nè. Rồi anh em nào thiện chí thì alo chú để mình tham khảo cái giá hay chú. Rồi tiếp theo các bạn ơi, gốc mã số 2 nha. Đây, cây này tàn khá là đẹp các bạn ơi. Một cốt đi lên nha. Chiều cao khoảng nhiêu chú? Khoảng 4m. Rồi tán ngang này khoảng nhiêu chú? Khoảng 3m5 à. Rồi chiều cao 4m các bạn ơi. Tán ngang 3m5 nha. Đây cây này mình thấy cũng khá là cổ cây nha. Đây dàn xương bên trong đây. Dáng nó siêu siêu các bạn ơi. Xương tàn nha. Cũng ok các bạn ơi. Đây, cái này tầm khoảng nhiêu năm tuổi rồi chú? Này tính ra chú mua thì cũng mười mấy 20 năm nay rồi. Dạ. Mua là cũng lớn rồi đó. Dạ. Chân cành nó lên chú bò hết đó chú. Đây em thấy nụ nó đâm ra từ thân nữa các bạn ơi. Đây. Cây này nói chung nó muốn thành phẩm các bạn ơi. Vậy anh em chăm thêm nữa là nó lập tầng tán đủ là anh em chơi thôi. Đây cái bộ đế đây. Đây thì chú có mua cái bộ đế ra đó bạn. Sơ sơ phía trên nha. Nguyên một cái bệ đặt luôn nha. Tứ diện có hết. Đây. Ừ, cũ luôn nha. Bên dưới nó còn nữa không chú? Còn dưới á mà tại mình không có móc lên hết á. Dạ. Tại cây mình dưỡng mà thành không có bươi lên. Rồi cây này đế khá là chuẩn luôn các bạn ơi. Rồi chú đo thông số khoảng nhiêu chú? Bị ngang phải không? Bị hoành phải không? Dạ, đúng rồi, chú đo thông số hoành đó chú. Hoành chuẩn nhiêu chú? Hoành chuẩn là 60. Rồi, 60 sẵn. Rồi sẵn tay chú đo thử cái cây cốt này coi chú. Cái cành này ha. Dạ. Cành hồi các bạn ơi. Cành này là 26. Rồi 26. Rồi ok chú ơi. Đâu chú đo từ đây khởi cái chân cành này coi chú. Nó lên chú bò khá là lớn các bạn ơi. Có duyên nha.
Rồi 29, một cút đi lên các bạn ơi. Mặt bông đỉnh điểm cái này là khoảng bao nhiêu cánh chú? Nó từ 7 đến 9 cánh á. Dạ, cái này nụ cũng tốt luôn nè. Bông nó tàn le ngoe các bạn, nó bông nó 7 cánh nha. Này 7 9 cánh hả chú? 7 9 cánh á. Bông chùm không chú? Chùm mà, ngon lắm á. Dạ. Rồi mình giao lưu với các bạn vô chú. Giá khoảng 220. Rồi 220 á, là mình có hỗ trợ gì tiền xe gì không chú? Nếu mua nhiều dày 3 cây thì mình hỗ trợ chút đỉnh tiền xe. Dạ, rồi ok chú ơi, 220 các bạn ơi. Anh em nào thiện chí thì mình đến tại vườn đi để mình tham quan, rồi chú sẽ giảm chi phí tiền xe cộ cho anh em. Rồi tiếp theo các bạn ơi, gốc mã số 3 nha. Đây, một cốt đi lên bạn. Cây này cái tàn nói chung là nó cũng rất là rộng nha. Tàn là ok luôn. Dạ. Cái này lên xù gì vậy chú? Này nó lên xù mà mình chứ đến xù me ha, xù gì đây nè. Dạ. Đen nè. Đây mấy cái già nó bông rất nhiều bạn. Nó khoảng nhiêu phần trăm rồi chú? Khoảng 50% rồi á. Dạ. Cốt cành đều các bạn ơi. Cây này nguyên thủy luôn hay là có chỉnh sửa gì chưa chú? Chưa, nguyên thủy nó luôn. Dạ. Đây. Mặt bông nó khoảng nhiêu cánh chú? Cũng từ 7 đến 9 cánh á. Rồi. Từ 7 9 cánh các bạn ơi, cái tàn cũng rất là lớn nha. Đây. Quay một vòng cho bạn xem nha, vàng xương là ok luôn. Một cốt đi lên, đóng từ dưới lên trên luôn. Xương tàn là chuẩn luôn. Chiều cao này tầm khoảng chiều cao là tầm khoảng nhiêu chú? Khoảng 3 mét à. Dạ. Tán ngang nhiêu chú? Tán ngang nó cũng bằng chiều cao luôn á. Dạ, rồi, tán ngang 3 mét các bạn ơi. Chiều cao 3 mét nha. Rồi, để quay cận cảnh cái thân cho các bạn xem nha. Thấy nó nụ nó đâm ra từ thân khá là nhiều á chú. Đây các bạn. Đây nè, dưới đây là xù nha, nguyên cái bể gốc luôn nha. Làm như da me chứ bạn. Kiểu xù da me. Cái này xù me. Cái này xích gông, cái này xác thực các bạn ơi. Đây nha. Rồi đi một vòng nha. Ủa đế. Bên trong cây này cũng lâu rồi hả chú? Cũng mười mấy 20 năm rồi. Dạ. Rồi quanh chứng. Rồi bề quanh 58 các bạn ơi. Cành này 25. Rồi chân cành 25 các bạn ơi. Nồi đế cũng lớn nha. Rồi ra đây quay một vòng cái mặt khác nữa cái tàn cho các bạn xem nha. Đây phía bên đây. Rồi chú ơi, nếu mà cây này anh em thiện chí là muốn sở hữu là giao lưu giá nhiêu chú? Cây này để cho anh em là cũng khoảng 130 triệu. Rồi 130 triệu hả chú? Dạ rồi ok chú ơi. Rồi tiếp theo các bạn ơi, gốc mã số 4 nha. Đây cây này khá là nâng cây các bạn ơi. Tàn thông luôn, một cốt luôn. Đây quan vòng cho bạn xem. Đây chiều cao tầm khoảng nhiêu chú? Chiều cao khoảng 4 mét à. Rồi chiều cao 4 mét. Tán ngang này tầm khoảng nhiêu chú? Tán ngang là khoảng 3 mét. Rồi tán ngang 3 mét các bạn ơi. Cái tàn cũng tương đối nha. Cái này cái tàn cũng đều các bạn. Đế cũng đẹp luôn. Dạ rồi bắt đầu vô quay cái bộ đế cho bạn xem. Đây đế bóng bóng luôn nha, đi một vòng luôn. Đây một cốt đi lên nha. Cây này cái thân, cái thân rất là nâng bạn, lực đế bỏ đều luôn. Mặt bông cái này khoảng bao nhiêu cánh này vậy chú? Này cũng khoảng 9 cánh. Dạ 9 cánh ha. Đây nó có mấy cục bú luôn bạn. 7 đến 9 á. Rồi mặt bông từ 7 9 cánh các bạn ơi. Đây có cục bú nè bạn, cũng lớn nha. Chân cành cũng lớn luôn, đế là đế đại luôn, khá là lớn. Cái này có lên xù gì không chú? Cái này thì cũng chưa thấy gì. Dạ. Cái này chắc trồng đây lâu hả chú? Trồng cũng lâu rồi. Dạ, gọi đâu chú đo thử thông số này khoảng nhiêu chú? Vườn của chú rất là nhiều các bạn ơi, khoảng mấy trăm gốc nha. Để anh em nào thiện chí anh em đến tận vườn mình xem chi tiết đi, cho nó. Là nó dễ các bạn, còn mình giao lưu giá cả thì tùy theo gốc. Quanh nhiêu chú? Quanh 68. Rồi 68 quanh đó bạn ơi. Rồi chú là cái cốt cành đó khoảng nhiêu chú? Rồi 25. Rồi cái này quay mặt tàn phía đây cho các bạn xem mặt. Đây tàn đều nha, không cao. Rồi chú ơi, gốc mã số 4 này cho lưu bao nhiêu chú? Cái này khoảng 250 á. Rồi 250 bán tại vườn luôn hả chú? Bán tại đây.
Rồi tiếp theo các bạn ơi, gốc mã số 5 nha. Đây là một cây gián bay rất là đẹp các bạn ơi. Đây quay vòng các bạn xem, gián bay chuẩn luôn các bạn. Cái này thành phẩm rồi hả chú? Rồi, ok, thành phẩm luôn. Dạ, đây vàng xương bên trong các bạn ơi, lắc lượng rất là đẹp nha. Dây này mình vô thì chừng nào mình gỡ ra chú? Này mình muốn gỡ lúc nào cũng được. Dạ, vô nếp hết rồi hả chú? Vô nếp hết rồi. Đây các bạn ơi, vàng xương rất là đẹp nha, phía bên trong nè, gián bay đúng chuẩn luôn. Rồi đây là bộ đế đây. Đây một vòng cho bạn xem nha, cũ nở rồi, để bỏ đều hết luôn. Dán bàn để vậy là chỉnh các bạn ơi, phía này có luôn nha, đặt luôn nha. Mặt bông đỉnh điểm là khoảng bao nhiêu cánh vậy chú? Nó cũng 6-7 cánh vậy à. Dạ 6-7 cánh hả chú? Rồi cái này chiều cao nó khoảng nhiêu chú? Rồi khoảng 2m2. Rồi tán ngang này ta phải nhiêu chú? Khoảng 2m5 à. Dạ. Rồi đi một vòng tứ diện cho bạn xem cái ô tàng đó nha. Đây mặt bên đây, anh em nào thích gián bay thì mình xem thử chi tiết góc này các bạn. Đây, ở đây thì cây nó hơi nhiều bạn, gặm gặp nha. Rồi chú đo thông số này khoảng nhiêu chú? Rồi quanh chuẩn nhiêu chú? Chuẩn là 52. 52 rồi, chú áo thử cái nồi nồi đế khoảng nhiêu chú? Nồi tổng nồi đế luôn, đúng rồi. Nồi đế đặt luôn các bạn, lớn nha. Rồi, gần 9 tấc các bạn ơi. Rồi, thoát thân nhiêu chú? 77. Rồi, 77 các bạn ơi. Rồi, ok chú ơi. Rồi, có cái bài này cho luôn với anh em giá nhiêu chú? Cái này khoảng 85 triệu. Rồi, 85 triệu các bạn ơi. Mình có hỗ trợ tiền xe cho anh em hả chú? Rồi, mình hỗ trợ phần nào tiền xe. Dạ, rồi, tiếp theo các bạn ơi. Góc mã số 6, không anh? Rồi, góc mã số 6 các bạn ơi. Đây, một cốt đi lên nha. Đây đi một vòng cho bạn xem bộ tàng đều nha, thân lắc lượng luôn. Chiều cao khoảng nhiêu chú? Chiều cao này khoảng 4m5. Rồi chiều cao 4m5. Tán ngang nhiêu chú? 4m à. Rồi tán ngang 4m các bạn ơi. Đây mắt bóng khoảng nhiêu cánh chú đẹp? Từ 5-7 cánh. Rồi từ 5-7 cánh các bạn ơi. Đây chương trình qua nhạo luôn nha, đóng nó giữ lên trên. Đây cái bộ đế đây, đế đều tất cả các mặt nha. Đây bạn có cái thẹo nha, thẹo nhỏ lỗ nhỏ này nha. Cái này anh em về anh em nuôi sung có thể kéo được, kéo đầy mặt các bạn ơi. Bộ đế rất là đẹp, dày đặc luôn. Rồi chú đo thông số là khoảng nhiêu chú? Rồi quanh 65 hả chú? Rồi 65 quành các bạn ơi. Rồi chú đo cái tay cạnh đây coi nhiêu chú? Rồi 27 các bạn ơi. Rồi ok chú ơi, quay mặt tàng lại cho các bạn xem lại một vòng nữa nha. Cây tàng rất là đẹp các bạn ơi, tàng đều để đẹp nha. Rồi góc số 6 vô luôn với anh em giá nhiêu chú? 6 ạ. Rồi 160 triệu các bạn ơi, bán tại vườn nha, có hỗ trợ nhẹ cho anh em tiền chi phí vận chuyển nha. Hỗ trợ nhẹ thôi. Dạ. Rồi quay qua thì vườn của chú đẹp còn rất là nhiều bạn, to nhỏ các kiểu nha, hoành dao động thì từ hai mấy các bạn, hai mấy bốn mấy năm mấy tới 70-80 luôn các bạn, rất là nhiều nha. Anh em mà thiện chí thì mình đến trực tiếp đi, địa chỉ thì lúc nãy chú đẹp có đọc cho các bạn nghe đó, em đến đi rồi mình tham quan được gốc nào thì mình vô gốc đó, giá cả thì tùy theo gốc bạn, gốc đẹp gốc xấu nha. Rồi mình xin kết thúc video tại đây các bạn ơi, hẹn các bạn vào ngày mai vào lúc 18 giờ chiều. Chúc các bạn có một buổi tối thật vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình người thân. Giao dịch thành công với chú đẹp. Rồi, chào tạm biệt các bạn.